Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2017, chúng ta học tiếp phần lộ ý môn. Trong phần lộ ý môn, chúng ta đã tìm hiểu qua về định nghĩa về 14 nhân sanh lộ ý môn, các cảnh của lộ ý. Và giờ đây chúng ta qua tới cái phần hộ kiếp vừa qua trong lộ ý. Thực sự ra hai cái phần mà thuộc về cảnh của lộ ý và cái hộ kiếp vừa qua trong lộ ý đó, là cái này là hai cái này nó có liên quan chặt chẽ với nhau, và chúng ta cũng đã có nói qua rồi. Thì bây giờ cái phần này để là cái phần mà chúng ta trước là ôn lại một chút, sau nữa là mình phải đi sâu hơn. Thì bây giờ về cái phần mà cái hộ kiếp vừa qua trong cái lộ ý đó, thì trước đó thì chúng ta ôn lại một chút xíu này thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Thì như chúng ta biết đó, khi một cái lỗ phát sanh thì nó bao giờ nó cũng có cảnh cả. Thì cảnh có trong lỗ ngủ và cảnh ở trong lỗ ý. Thì như chúng ta biết đó, cảnh trong lỗ ngủ thì nó chỉ có 5 cái cảnh này thôi. Tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Bây giờ cảnh trong lộ ngũ là có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Thì như bữa hổm chúng ta nói đó, cái xúc nó gồm có 3 cái là đất, lửa, gió. Thì như vậy đó, cái cảnh của lộ ngũ nó gồm có 7 cảnh tất cả. Và cái 7 cảnh này nó nằm trong hiện tại. Và nó là cảnh có thực. Đấy, nó rất là đơn giản thế. Bây giờ về cảnh của lộ ý á, thì chúng ta sẽ chia ra như thế này. Cái thứ nhất là cái cảnh của lộ ý mà nó thuộc về cái cảnh mà nó thuộc về cái cảnh nó gọi là sắc. Tức là sắc cảnh sắc của nó. Thì như chúng ta biết á, ở đây, đây thì chúng ta có tất cả là 12 cái sắc thô và 16 cái sắc tế. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy ở đây là chúng ta cảnh của lộ ngũ nó đã có 7 cái sắc thô rồi. Như vậy nó còn lại 5 sắc thô. 5 sắc thô đây đó tức là 5 sắc thần kinh. Thần kinh nó nằm ở đây, tỉnh sắc căn nằm đây, nó nằm ở đây. Thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân. Những cái đó là 5 cái sắc thần kinh nó nằm đây, nó không phải nằm ở phía này, nó nằm bên trong. Đó là 5 cái sắc thô. Và 5 cái sắc này nè, trong cái lộ ý á, là cái khả năng của tâm chúng ta có thể biết được, thấy biết được. Thí dụ như bây giờ con mắt mình rõ hay không rõ mình biết, mũi mình có tinh nhạy không mình hay không tinh nhạy đó mình biết, tai mình nghe rõ hay không rõ mình biết, vân vân. Thì như vậy đó, nó thuộc về 5 sắc thần kinh. Và bây giờ tức còn lại nữa đó, là chúng ta có 16 sắc tế đó, tế đây 16 sắc tế là tất cả những cái phần sắc pháp còn lại đi, từ cái thủy đại cho đến cộng thêm các cái phần gì này hết. Chúng ta có rồi, khỏi cần liệt kê nữa. Nó là 16 sắc tế. Thì đây, nó là cái sắc ở trong hiện tại. Vậy cộng lại là có tất cả 21 sắc mà nó ở trong cảnh hiện tại. Nó là sắc cảnh sắc trong cảnh hiện tại. Và nó có thực. Đó là hai cái điều mà cái cảnh của lộ ngũ và lộ ý đó, nó có điều giống nhau và có điều không giống nhau. Giống nhau là nó đều có cái sắc thô mà làm cái cảnh của nó. Thì ở đây nó vừa có trong lộ ý, nó vừa có sắc thô, nó vừa có sắc tế. Bây giờ cái trong lộ ý nữa thì chúng ta nhìn nha, tất cả 7 cái sắc này nè, tất cả 7 cái sắc hiện tại và có thực này nè, nó sẽ xuất hiện trong lộ ý với tính cách đó là nó trạo lại 7 cảnh của lộ ngũ
trạo lại, có khả năng nhớ lại được hết. Là tất cả những cái cảnh mà nó xảy ra cái lộ ngủ á, vì nó cảnh hiện tại cho nó qua đi rồi thôi. Nhưng nó được gợi lại do cái chỗ trạo lại này. Cái chỗ trạo lại xin nhắc một điều thế này: từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này, chúng ta không biết là bao lâu, nhưng nó vẫn có khả năng trạo lại. Và tùy theo cái năng lực về tâm của mỗi người, mà những người người ta đắc về cái thần thông này, người ta có thể nhìn lại trong tiền kiếp, người ta rõ y như người ta đang sống vậy, thấy được hết, bằng tâm thấy rõ hết. Như vậy khi chúng ta sống một cái kiếp sống này, những cái gì mà chúng ta nghĩ, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm, những gì chúng ta giao tiếp, tất cả mọi thứ đó, thì những cái thước phim này trong sở hữu tưởng ghi đầy đủ. Và chúng ta đây có thể quên, nhưng mà đến khi cái năng lực của tâm mà nó mạnh mẽ lên á, thì nó sẽ chiếu lại những cái thước phim đó đầy đủ trong tâm. Vì tất cả những cái cảnh mà nó xảy ra đây thì cuối cùng cũng phải đi vào tâm đây. Tâm động tóc đây, nó phải nằm trong tâm, và nó trổ quả trong tâm. Cái lực của nó đi như thế, thì vậy nó trổ trong tâm thì nó có trong tâm. Khi nào mình có đầy đủ một cái năng lực mạnh mẽ do sự hành trì của mình, thì mình sẽ thấy rõ là hết, không mất một cái chỗ nào. Như vậy khi chúng ta chung sống với những chúng sinh khác mà để cho hận thù khởi sanh lên, thì người ta cũng sẽ nhớ y như thế. Và đến luân hồi người ta gặp lại nhau, không phải thấy cái mặt, mà nó là một cái khí, nó là một cái từ trường để người ta đan lại một cái đời sống với nhau trong cái niềm vui và cái nỗi cay đắng của cuộc đời. Khi gặp nhau là như thế này, sống nhau nó sẽ như thế này, nó trở mặt làm trái, trở trái làm mặt. Đừng trách ai cả. Nó hiện tại này, nó là cái quá khứ đã ngã bóng về đây, chúng ta không thoát được. Vì trong tâm chúng ta đã in hình rồi, nó sẽ trở lại. À, cho nên tất cả không phải chỉ trong cảnh hiện tại này, mà nó qua đi bao lâu nó vẫn trở lại. Và đây, một điều mà lần trước sư cô đã giảng cho mọi người đều thấy rồi, công thức này mình thuộc rồi. Đây là sở hữu trí tuệ. Đây là sở hữu tưởng. Khi mà cái phần sở hữu tưởng mà nó tiếp cận với cái sở hữu trí tuệ đó, cái phần nó sát đây, cái phần nó tiếp cận cái này, thì đây là sở hữu tưởng đúng. Đúng. Và được gọi là gì? Được gọi là thiện. Và khi nào cái sở hữu trí tuệ này nè phát sanh lên, thì đây là thiện trí. Và bắt đầu nó đi từ đây, nó sẽ là sai. Và nó càng đi sâu xuống nữa thì nó là điên đảo. Thì chúng ta nghe nè, cái khi đó mà cái tưởng chúng sai, chúng ta tưởng điên đảo, thì khi mà chúng ta hồi tưởng lại đó, với những cái cảm xúc mà do cái gọi là cái xúc nó phát sanh đây, để trở thành những cái nó gọi là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức thay, thì bao giờ trong đó nó cũng có thọ, nó phát sinh trong đó, nó nằm đây.
nằm trong cái con số này đây, đây nó phát sanh lên. Thì khi những cảm thọ nó phát sanh lên như vậy mà nó nằm trong cái sai và cái điên đảo này đó, thì nó sẽ tăng lên, nó không khi nào giảm cả. Cho nên á, là tất cả những cái cảnh mà trạo lại đây mà nó thuộc vào những cảnh mà thuộc vào cảnh khổ, thì do cái sai và cái điên đảo này đó, thì khi nó tái lập lại thì nó tăng, nó không có giảm. Nó chỉ tăng lên, nó không bao giờ giảm lên. Cho nên á, là trong cái pháp tu về hiệp thế cũng như là tu trong cái thiền đó, thì đời thường chúng ta phải thấy là chúng ta đang trạo lại cái cảnh cũ. Và cái cảnh cũ này nó đang làm cho mình chảy nước mắt đây. Cái cảnh cũ này đó làm cho mình cái hơi thở của mình đây nó không được bình yên đây. Để thấy cái điều đó, khi chúng ta thấy thì có nghĩa là cái thiện và thiện trí đang phát sanh lên, thì những cái trạo lại của cảnh cũ này đây nó sẽ bị cắt. Hiểu chưa? Cho nên đây là cái mà sư cô giảng để cho quý vị vô trường thiền ở lâu á thì biết này. Khi mình vào trường thiền mình tu, mình ngồi lâu á, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác á, mình sẽ thấy là tất cả những cái mà nó trạo lại đây nè, cái tốt nó không có trạo lại nhiều, mà những cái xấu á, nó trạo lại dữ dội lắm. Đừng sợ. Cái cách mình hành trì đó là khi nó trạo lại đó, mình ghi nhận nó đầy đủ ha. Để làm chi? Mỗi lần vậy là nó cắt. Thành ra khi mình hành thiền lâu đó, thì tất cả những cái thuộc về cái dĩ vãng không biết bao nhiêu kiếp mình không hiểu, nó trạo lại đó thì nó sẽ lần lần nó suy yếu. Và cái mình thoát khổ đó là nó nằm ở hai cái cách thức mà sư cô nói là chuyển hóa tâm thức, và cái thứ hai là dùng thiền để mà đoạn diệt nó luôn. Cái chuyển hóa tâm thức là do cái pháp học mình hiểu được, do cái kinh nghiệm mà mình là trí tư mình làm được, thì hai cái đó mình yêu cầu nó thay đổi, hoặc mình đối thoại như sư cô nói, mình phải có đối thoại nội tâm để mình giải thích cho nó nghe, nó hiểu mà nó dịu xuống và nó không có hoạt động nữa, thì đó là một cách. Nhưng mà sư cô vẫn nói là khi chúng ta chuyển nó như thế này, mình buông ra nó chuyển lại, nó có yếu một chút đấy, nhưng mà nó vẫn trở lại. Nó trở lại mình yếu một chút, nó vẫn trở lại mình yếu một chút, thì chúng ta dùng cái pháp thiền thấy nhỏ ghi rằng nó sẽ cắt những cái lát cắt mà mình không biết được. Cho nên mình cứ phải kiên trì, cứ phải kiên trì, không có nản lòng. Đây là một cái phương pháp mà phải nói cực kỳ khoa học về mặt tâm linh, và chúng ta phải ứng dụng chúng ta mới có niềm tin. Khi nào chúng ta không ứng dụng, chúng ta không có niềm tin được, thì nó sẽ cắt như thế này. Thành ra không phải cái trạo lại này có nghĩa là chúng ta bó tay với nó, mà chúng ta đi quan sát. Còn nếu không nó sẽ làm gì? Nếu mà nó trạo lại những cảnh khổ đó, thì chúng ta đây sẽ tiếp nhận bằng cái cảm thọ khổ, thì nó sẽ bùng cháy lên, và những cái quả nó trổ sanh ra rất là nhiều. Nhưng mà thông thường đó, tất cả chúng ta khi trạo lại những cảnh đó, chúng ta khó bình yên lắm. Nhưng chúng ta hãy quan sát, hãy ghi nhận. Và cái quan sát ghi nhận này, xin mô tả có hình ảnh để chúng ta thấy nè. Mình giả dụ như mình có cái khả năng vẽ, thấy không? Mình có khả năng vẽ, thì mỗi lần nó hiện ra vậy đó, mình vẽ. Mình có khả năng viết để mình ghi nhận lại nó, thì mình viết để mô tả, mình vẽ để mô tả. Thì càng ngày đó, trong cái bức tranh về tâm linh của mình đó, mình có thể vẽ lên những cái ô nhiễm của mình, cũng như mình có thể vẽ lên những cái thiện lành của mình. Và mình chỉ xem mà thôi. Và khi chúng ta xem như vậy, chúng ta quan sát như vậy đó, là cái thiện trí nó khởi sanh lên. Và mỗi lần như vậy đó, tất cả những cái nền của thiện trí này nè, nó sẽ là một cái năng lượng lành càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên. Và nó có một cái khả năng á, là nó cắt đứt. Bởi vì như chúng ta biết rằng đó, là những cái pháp thiện nó cũng là một cái từ trường, cũng là một cái luồng khí. Mà pháp bất thiện cũng là một cái từ trường, cũng là một cái luồng khí. Nhưng mà pháp bất thiện đã bị cắt, những cái từ trường nó bị cắt, bị phân tán ra, thì nó phải suy yếu. Còn những từ trường thiện lành của chúng ta, thì chúng ta làm cho mạnh mẽ hơn lên.
Và cái đặc điểm á, là cái thiện trí này nó càng thấy pháp thiện nhiều chừng nào thì nó càng làm cho mạnh mẽ lên chừng đó, bởi vì nó cùng với nhau. Quý vị hiểu chưa? Cũng như bây giờ đó, cái thiện trí này nó là ánh sáng nè. Bây giờ quý vị càng thêm ánh sáng thì nó càng sáng. Còn ở đây nó là ô nhiễm, nó là cái pháp tối, cho nên là mình đưa cái ánh sáng vô thì nó cắt, nó cắt cái bóng đêm. Quý vị hiểu chưa nè? Nó cắt cái bóng đêm ở trong tâm của mình. Và chính mình làm được điều này. Mình sinh ra làm kiếp người, mình làm được điều này. Khi chúng ta sanh ra cái kiếp cầm thú, dẫu cho ở cái mức độ khôn ngoan cách mấy đi nữa, thì nó vẫn chỉnh là cái đỉnh cao của sở hữu tưởng mà thôi. Nó nằm đây, nó nằm trong cái tưởng, mà là tưởng đúng mà thôi. Nó không có cái trí tuệ đây, bởi vì trí tuệ của nó bị che khuất, nó mới rơi làm súc sanh. Còn chúng ta đi làm người thì cái khả năng này ai cũng có. Và nhiều lần sư cô nói quý vị mà vẫn muốn lặp lại rằng nó không nằm ở trong cái bằng cấp của mình, nó cũng không nằm ở cái chỗ mình biết chữ hay không biết chữ, thì đừng nói bằng cấp, nằm ở trong cái trí của mình, trí về tâm linh của mình. Khi nào cái tâm chúng ta bình yên, trí huệ chúng ta mở màn, nhớ vậy. Chúng ta biết chữ hay không biết chữ nằm trong phước báo. Chúng ta học giỏi trong trường hay không học giỏi trong trường nằm vào phước báo của cái trí tuệ thế gian. Cho nên người bước vào con đường tu không nói bằng cặp, không nói biết chữ hay không biết chữ, họ anh có căn lành không? Trong mọi việc cái tâm mình chân thật, tâm mình tốt lành, sáng sủa, tu được. Dẫu cho nghiệp mình nặng cách mấy thì nó cũng sẽ mở ra lần lần hết. Còn bây giờ một cái người mà bằng cấp giỏi, làm cái gì cũng giỏi hết, nhưng mà cái trí xảo của người này á, để mà đè đầu bóp cổ người ta đó, thì nó đã tâm tối nơi đây rồi. Nó đi vào cái con đường xảo quyệt ở dưới này đây. Cho nên để được một cái gì đó thì người ta phải bán linh hồn đi để người ta mua lấy những cái đó. Bán cái lương tâm làm người đi, để người ta hút những cái thứ người ta mê mẩn quá. Thì khi người ta có được những cái đó trong tay, khi thân hoại mạng chung thì cái đó nó trở thành cái gánh nặng, nó đè xuống không biết bao nhiêu kiếp. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải nhìn cho ra, không phải lý luận. Bởi vì tất cả những gì mình làm không đúng, mình đều biết rõ. Vì lý do chúng ta có phước báo làm người, và đã nhiều kiếp chúng ta đã chắc lọc được cái tinh túy mới được làm người, ở chỗ chúng ta có trí tuệ về tâm linh. Cho nên mình làm đúng làm sai mình đều biết hết. Dẫu cho mình không có biết rõ nữa, mình cứ ngờ ngợ hình như nó có cái gì đó mà tôi không được yên ổn lắm, thì chúng ta phải biết rằng đó là mình biết đấy, nhưng mà chưa có biết rõ. Như vì dục vọng mạnh quá, vì ước muốn mạnh quá, mà chúng ta cho nó qua hết, để chúng ta đạt được những cái gì chúng ta mong muốn, thì đó là gánh nặng của đường dài, nó không phải là phước báo. Nhiều lần sư cô nói, mà sư cô có giảng một cái bài pháp, tuy cái bài pháp không có nói đủ, 2 tiếng đồng hồ không nói đủ một cái gì cả, thì sư cô có nói là phước có tài sản và phước hưởng được tài sản. Phước có tài sản là khi mình làm ăn chân chính, mình vẫn có được tất cả những thứ mình có. Cái thứ hai có thể gian lận, có thể mưu mô trước quỷ, có được nó, có. Chân chính cũng có, tà vại cũng có thể có được, nhưng hưởng được hay không cái phần thứ hai. Nó phải có phước nó mới hưởng được, không có phước thì mình sẽ thấy mình hưởng cái gì được. Hai cái mà. Rồi mình sẽ thấy những cái mình tước đoạt trên tay người khác nó sẽ trở thành gánh nặng ra sao. Nó có 2 thứ gánh nặng nổi bật nhất. Cái thứ nhất đó, bản thân mình hoặc cái người thân yêu nhất của mình bệnh. Cái thứ hai nữa là những cái tai nạn nó xảy ra.
tai nạn xảy ra có thể do cái người thân nhất của mình nó phá của. Rồi đó, chưa kể những cái chuyện khác, nào là trộm cướp, nào là cháy nhà, nào là bão lụt vân vân, tất cả thì những cái thứ này nó cuốn trôi đi hết. Nhớ vậy để chúng ta biết rằng là tất cả những gì chúng ta làm nó đều in dấu trong sở hữu tưởng. Và với thời gian nó lặp lại những cái này. Nhưng nếu nó là pháp bất thiện thì khi lặp lại, cái sai và cái điên đảo này nó tăng, nó không có giảm. Và nếu chúng ta đi không hiểu biết, chúng ta thấy những cảm thọ của mình để nối lại nó, và nhớ tới chúng ta cảm thấy không vui, chúng ta cảm thấy khổ, chúng ta cảm thấy cay đắng, chúng ta cảm thấy thù hận, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, thì tất cả những cái đó nó nối lại với cảnh cũ để mà cho đó những cái tâm bất thiện từ trong động tác này đó nó bùng dậy rất là lớn lên. Chính ta đây làm hại cuộc đời mình vì cái quy luật trảo lại, làm cái quy luật rất mạnh mẽ của sở hữu tưởng nằm trong cái tâm bất thiện của mình mà mình không nhìn ra nó, cho nên tự mình làm khổ mình rất là nhiều, chứ không phải kẻ khác làm chúng ta khổ là nhiều đâu. Cái kẻ khác đó nó giống như mưa, như nắng, như bão táp, như tên bay đạn lạc. Mà khi nào chúng ta có cái phước báu á thì chúng ta đây đó mới tránh khỏi tên bay đạn lạc, bão mưa mới có cái che chở. Còn nếu không, tên đạn nào cũng dính hết, mà bão bùng, mưa nắng ở đâu nó cũng dính vô hết. Mà nó dính vô đã đành rồi, bây giờ chúng ta còn ấn sâu vô. Tên đã ghim vô rồi, bây giờ chính bản thân ta ấn sâu vô luôn, để chúng ta tự bại hoại cuộc đời của mình. Cái ấn sâu đó nằm trong cái sự trạo lại này đây. Và khi trảo lại không biết ghi nhận nó thì những cái trảo lại này đã khổ càng thêm khổ. Đã bị tên độc, bây giờ còn làm cho nó lan tràn nữa để đưa đến cái tận cùng của sự đau khổ. Còn khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy, chúng ta hiểu biết được thì đây chúng ta sẽ làm cho đó những cái phần khổ của chúng ta đó bị cắt lìa ra. Pháp rất rõ ràng, không có mơ hồ chút xíu nào cả. Bây giờ đây, cái cảnh trở lại đây. Bây giờ cảnh nữa là cảnh thuộc về danh pháp. Lần trước chúng ta học rồi đó. Cảnh thuộc về danh pháp thì chúng ta sẽ có tâm, sở hữu tâm, có niết bàn. Những phần này chúng ta sẽ học kỹ khi mà chúng ta tới những cái phần của cái siêu thế. Bây giờ lần trước đó, cảnh của tâm và sở hữu tâm á, thì chúng ta cũng đã có chia ra là pháp bất thiện và cái thứ hai là pháp thiện. Lần trước chúng ta chia rồi. Pháp bất thiện thì nó đặt trên cái nền tham, sân và si. Và cái nền này đó khi chúng ta không xử lý được, nó sẽ phát triển bằng năm triền cái. Và năm triền cái này không xử lý được thì tăng lên 10 kiết sử. Lần trước không rồi. Còn pháp thiện này đặt trên cái nền tảng là vô tham, vô sân và trí tuệ, thì cái đỉnh cao của nó là 37 phẩm trợ đạo. Đấy. Bây giờ khi mà chúng ta học cảnh của lộ ngũ thì chúng ta sẽ nói là cảnh rất lớn hoặc là cảnh lớn hoặc là cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Nó có bốn cái tất cả. Như chúng ta biết rằng là đối với cảnh rất lớn đó thì nó sẽ có một cái hộ kiếp vừa qua. Đây, một hộ kiếp vừa qua. Một cái. Đối với cảnh lớn nó sẽ có từ 2 đến 3
cái hộ kiếp vừa qua. Có khi lớn nhất là 4 hộ kiếp vừa qua. Bây giờ tới cảnh nhỏ thì nó sẽ có bắt đầu từ 4. Con nói đây 4 là cái 4 đây là cái đỉnh nó, là nó sẽ không có thành tựu được cái cảnh của nó. Cho nên bắt đầu tới đây 4 hộ kiếp vừa qua cho đến là 6 hộ kiếp vừa qua, 4 đến 9 cái hộ kiếp vừa qua. Và cảnh rất nhỏ này nó sẽ từ 10 đến 16 hộ kiếp vừa qua. Chút nữa thì sư cô sẽ vẻ cái hình này để cho quý vị thấy. Bây giờ nói sơ qua thế này là tại sao khi cảnh lớn là có một hộ kiếp vừa qua, xin lỗi, cảnh rất lớn có một hộ kiếp vừa qua, bởi vì cảnh nó thô mà nó có thể nhìn thấy rất là mạnh, cho nên cái cảnh lực của nó mạnh, nó tác động vào thì nó có thể là cái dòng của cái lộ nghĩ nó hoạt động ngay, dòng lộ ngũ hoạt động ngay tức thời. Bây giờ tới cái cảnh lớn, tức là nó bớt rõ lại chút xíu nữa, thì nó phải đòi hỏi từ 2 đến 3 cái hộ kiếp vừa qua thì nó mới bắt đầu nó chạy cái dòng lộ ngũ của nó được. Bây giờ tới cái cảnh nó nhỏ trở lại thì nó phải đòi hỏi là coi như là phải gặp gền qua từ cái khoảng mà từ 4 đến 9 cái hộ kiếp vừa qua thì nó mới bắt đầu chạy suôn sẻ được. Và cuối cùng thì nó từ 10 đến 16. Thì như chúng ta biết là cái phần còn lại của cái sau 9 cái hộ kiếp vừa qua đó thì nó cũng không có thành tựu được một cái dòng của lộ ngũ. Và khi tới 16 thì hầu như nó còn có một cái sát na thôi, do đó nó cũng không có thành tựu được. Nhưng lần trước sư cô có nói rồi, tuy nó không thành tựu được mà nó vẫn có lộ của nó. Và mình vẫn phải kể ra là bởi vì dù sao đó thì trong cái dòng hộ kiếp của mình nó có bị chấn động, nó bị dao động ở trong tâm. Chúng ta ôn lại lộ ngũ để bây giờ chúng ta nói đến cái lộ ý. Cái lộ ý á, thì chúng ta không dùng cái chữ lớn mà chúng ta dùng cái cảnh rất rõ. Rồi chúng ta tới cảnh rõ, cảnh mờ và cảnh rất mờ. Chúng ta chia ra để cho nó thấy rõ. Cảnh rõ, rất rõ, cảnh mờ và cảnh rất mờ. Bây giờ cái lộ ý nó có phức tạp về đây, xin mời chúng ta để ý đây. Khi mà chúng ta nói rất rõ, rõ, mờ và rất mờ đây đó, mà trong cái phần này mà nó có liên can đến cái hộ kiếp vừa qua đó, là chúng ta đang nói đến cái lộ ý mà cái sắc, cảnh sắc của nó thuộc về 5 sắc thần kinh hoặc 16 sắc tế. Tại sao như vậy? Là bởi vì nếu như cái lộ ý mà cái cảnh của nó là trạo lại các cảnh của lộ ngũ hoặc thuộc về danh pháp đó thì nó không có hộ kiếp vừa qua. Là do đó, những cái phần này nè, nó là cảnh hiện tại, nó là cảnh có thực. Thành ra những cái này nè, nó còn nằm trong cái gọi là cái hoạt động của nó đó. Dầu sao nó, cái cảnh mà nó này nè, nó vẫn là khó tiếp nhận hơn là cái cảnh của danh pháp. Bởi vì cảnh trạo lại và cảnh của danh pháp này đó thì nó lại phù hợp với cái phần mà đây, với cái phần kháng ý môn đây, nó phù hợp. Với lại như chúng ta biết á, là trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, cái dòng hộ kiếp nó tuôn chảy thế này, nó thuộc về tâm. Thành ra những cái cảnh danh pháp và cảnh trạo lại á, nó bắt cái cảnh của tâm, nó nằm trong tâm. Kháng ý môn thuộc về tâm và hộ kiếp thuộc về tâm, cho nên nó mạnh. Do đó mà trong cái lộ ý này chúng ta nhớ phải phân làm hai phần. Cái phần mà nó có hộ kiếp vừa qua thì nó thuộc vào cảnh của 5 sắc thần kinh và sắc tế. Thấy rõ chưa? Và cái này này, cái phần mà trạo lại nè, cái phần danh pháp này đó, nó thuộc về danh, nó không thuộc về sắc. Thì khi nào mà cái lộ ý mà nó có hộ kiếp vừa qua là cảnh sắc, còn lộ ý không có hộ kiếp vừa qua là nằm trong cảnh của tâm.
nó trạo đi trạo lại hoặc là thuộc về danh pháp, nhớ rõ cái này chưa? Cho nên là trong cái phần này chúng ta phần học cái phần mà hộ kiếp vừa qua trong cái lộ ý á, để mình phân biệt rõ là cái đối tượng của nó là cái cảnh nào thì nó có hộ kiếp vừa qua. Đó là cảnh của 21 sắc pháp thì nó có hộ kiếp vừa qua. Còn cảnh mà thuộc về danh pháp thì nó không có hộ kiếp vừa qua. Bây giờ chúng ta sẽ thấy thế nào. Đối với năm sắc thô đó thì nó có từ 2 đến 3 hộ kiếp vừa qua. Năm sắc thô đây nó có 2 đến 3 hộ kiếp vừa qua. Hai đến ba. Hai đến ba cái hộ kiếp vừa qua. Còn cái phần mà nó thuộc về sắc thế, tức là nhỏ, nó khó thấy đó, thì nó có từ 5 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, chúng ta có thấy một cái phần nó nói nè: khi tôi thở vô dài, tôi biết thở vô dài. Khi tôi thở ra ngắn, tôi biết thở ra ngắn. Thì chúng ta sẽ thấy nó nằm đây. Nằm đây. Nó nằm trong đó, sắc cảnh sắc đây. Cho nên nó mới là nói đến cái kích thước, cái hình thể của nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó thuộc vào trong cái sắc tế. Khi mà chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta bắt đầu từ cái cửa mũi, nó đi vào trong, rồi sau nó ra, nó chấm dứt tại cái cửa mũi, thì chúng ta thấy cái sắc tứ tiếng của nó, sắc tứ tướng của nó là sinh tiếng dị diệt. Thì đây, nó nằm trong cái phần nó gọi là cái sắc tế của nó này. Chị thấy này chưa? Cho nên trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì khi chúng ta khảo sát mà chúng ta nắm được về cái cảnh này nè, thì chúng ta sẽ thấy là lúc đó là chúng ta đang hành trì để thấy cái sắc thô là sắc tế. Nó qua hết. Chứ chúng ta không thể mà đọc cái bài kinh đó mà chúng ta hiểu theo từ ngữ được, mà phải hiểu theo cái chi pháp này. Thì chúng ta sẽ thấy rõ. Bởi vì cái vi diệu pháp đó là nó giúp cho chúng ta đó nhìn thấy cái hoạt động của tâm. Bởi vì chư Phật đã thấy hết và đã ghi lại đây. Thì bây giờ trong lúc chúng ta hành trì thì chúng ta hiểu nó xuất hiện, mà chúng ta không biết cái tên của nó, không rõ, thì cái vi diệu pháp này nó cho mình cái tên. Nhưng đây là cái chỗ mà sư cô nhắc quý vị đó. Không phải mình thuộc vi diệu pháp, mình hiểu vi diệu pháp mà mình vô trong cái thiền viện đó, mình có thể nói nó ra. Chuyện đó không cần thiết phải làm vậy. Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ đời thường để chúng ta nói, nó rất chính xác. Còn đây là hàng lâm, đây là cái chuẩn mực để khi nói đó, người ta nói một cái nhưng có thể hiểu rất là nhiều và rất là sâu. Còn trong khi mình hành trì đó, mình thấy thực tế cái gì nói cái đó. Hai cái này nó khác nhau lắm. Bởi vì trong cái pháp học này đó, nó bao biện rất là lớn và rất là sâu. Rồi do cái tầm nhìn của đấng toàn giác và của chư Phật sau này thì mình học để mình biết. Nhưng khi mình nhìn trong tâm mình đó, mình chỉ thấy có cái tâm của mình thôi, mình thấy có cái việc của mình thôi. Còn cái người khác đã thấy việc rồi đó. Thí dụ bây giờ nói đây, mình cũng có tham muốn, người ta cũng có tham muốn, nhưng cái tham muốn của mình riêng, cái tham muốn người ta riêng. Thành ra khi mình vào trường thiền mà mình nói cái chữ tham muốn thì mình nói pháp học, trong khi mình nói là cái tâm mình á, nó sao nó không rời khỏi cái chuyện này được. Thì ta biết rồi, cái tâm mình nó đang dính mắc, đang thàm. Cho nên mình phải nói cái của mình chứ không phải nói pháp học, quý vị hiểu chưa? Rồi khi người ta không hiểu đó, người ta nói rằng pháp học là sở tri chướng. Sở tri chướng là do mình, chứ pháp học không bao giờ là sở tri chướng cả. Chúng ta coi cái bản đồ để chúng ta biết cái đường đi chính xác. Nhưng mà mình
nói là mình nói đúng sự thật. Cái đường mà quý vị vào chùa Giác Lâm này, quý vị từ cái lớp học này đi ra, cái thực tế con đường thế nào quý vị phải nói y vậy. Cũng cái chùa Giác Lâm này quý vị đi con đường chính quý vị vô thì quý vị phải mô tả khác. Mà lúc ngày hôm nay quý vị đi, người ta để rơi rớt mấy cục đá, quý vị đá ở chân sau là đó ngày hôm nay. Chứ ngày mai nó dọn sạch rồi nó không có cái đó được. Còn cái pháp học nó nói một cái á, là nó mô tả hết đầy đủ, không thiếu sót cái gì cả. Mình học để hiểu, còn mình hành trì để thấy rõ cái của riêng mình. Và chúng ta giải thoát nằm ở chỗ chúng ta thấy rõ cái riêng mình, chứ không phải do chúng ta rõ tất cả những điều chúng ta đã học. Vì thấy nó khác nhau không? Chúng ta là học để hiểu sâu rộng, nhưng chúng ta hành trì để thấy rõ về mình. Và chúng ta không giải thoát do pháp học, mà chúng ta giải thoát do ứng dụng cái pháp học để thấy rõ về cái tâm của mình. Hai cái đó rõ như vậy. Cho nên là khi chúng ta không biết thì nó thành sở tri chướng. Bởi vì mình vô thiền viện, cái lúc mà thầy biểu trình pháp cái mình nói toàn mấy cái pháp học này ra không, ông đuổi ra là đúng rồi, đâu có sai đâu. Và ông nói đây là sở tri chướng, về sau cấm học di dự pháp, đúng luôn, đâu có sai. Rồi mấy người nghe cà chớp mới nói đó, ông thầy cũng cấm học di dự pháp mà bây giờ còn bỏ thì giờ đi dự pháp đi học chi vậy, ngu quá, không sai bét hết. Nếu vậy thì đóng tất cả kinh Phật lại đi, rồi tu mù tu mò với nhau đi, Tam Tạng kinh điển xếp lại hết đi, cất hết đi, phong tỏa lại hết, đừng mở ra. Cái vấn đề là mình sử dụng được không, mình hiểu được cái giá trị nó hay không. Chúng ta phải phân biệt cái chỗ này. Pháp học làm cho ta rộng đường mà, pháp học để ta đối thoại nội tâm mà, không có lấy đâu nói chuyện với nó. Và trên đời này ta luôn luôn nói người khác lừa đảo mình, dối gạt mình, chính mình mới lừa đảo và dối gạt mình. Nó chính là cái tâm thần, muôn ngàn cách để tự mình lừa đảo và dối trá với mình. Mình không sợ, mình không sợ cái kẻ bên trong này, cái nội công của bên trong không sợ, là sợ ngoại kích không? Sợ bên ngoài tôi kích vô không à? Trong khi bên trong nó là lừa đảo mình đấy, tự mình đánh lừa mình nhiều thứ trên cái cõi đời này lắm. Nhất là mấy người phụ nữ chồng có con đông đó, nhiều thứ phải nói dối với mình để chi? Để mình nuốt cái nước mắt vào trong đó, mà gánh cái gánh đường dài này đi, cho nó trót đi, cho nó lọt đi, cho nó xong cái việc đi. Nhưng không biết trên cái gánh nặng đường dài đó có nguyện rằng cho con chấm dứt cái gánh nặng này hay không. Nhưng chắc là không đâu. Tại vì mỗi lần đẻ sắp chết rồi đó thì nói là không bao giờ dám nữa hết. Nhưng là vài tháng đẻ nữa. Cho nên cái tham dục trong cái lòng của người ta nó ghê gớm lắm. Nó vừa sáng lên nó tối xuống, vừa sáng lên nó tối xuống. Đó là cái mà mình phải kinh sợ nó. Ơn lắm, nhìn vào tâm mình, ráng học hỏi giáo pháp để chúng ta có những cái mà trong cái sở hữu tưởng chúng ta đó, ghi đậm lại được khiêm khẩu của Đức Phật. Và chúng ta như có một người cha, có một người mẹ, có một người thầy ấm áp trong cái trái tim chúng ta và sáng trong cái trí tuệ chúng ta, để đường luân hồi chúng ta đi lên không đi xuống. Đường luân hồi chúng ta đi con đường đúng và con đường của trí tuệ. Khi chúng ta xa chân sụp bẫy, chúng ta biết kéo mình đứng dậy. Khi chúng ta sai, hãy nói với mình làm ơn đừng làm lại nữa. Làm ơn hãy cứu vớt lấy cái đời mình. Và lúc đó chúng ta hãy nói với nó, Phật dạy như thế này đây, việc xấu nhỏ nhất cũng không làm, đây là lời Phật dạy không được cãi. Đây chính là pháp thiện đang nói chuyện với pháp bất thiện trong tâm của chúng ta đây.
Vì trong tâm của chúng ta, một người phàm phu bao giờ cũng có cả hai phần. Nếu nó đối thoại được thì nó bắt đầu đời tu. Không đối thoại được, chưa bắt đầu đời tu. Nếu nó dùng cái thiện và thiện trí này để thấy được tất cả những cái gì đang diễn ra trong tâm nó, thiện hay không thiện, là bắt đầu đời tu. Khi chưa bao giờ thấy được thiện và bất thiện trong tâm mình, chưa bắt đầu đời tu, vẫn chìm đắm trong một cái đời sống phàm phu mà thôi. Cho nên những cái gì nó sáng lên trong tâm đó, hãy rọi lại, rọi lại cho kỹ, rọi lại cho kỹ, vẽ nó ra, ghi nó lại. Bởi vì đây là tài sản tâm linh của riêng mình. Chúng ta chết, chúng ta mang đi hai thứ này đây. Cái này 100% không có ai lấy được hết, mà cũng không bỏ lại cho ai được cả, mang đi được hết. Còn tất cả những cái thứ gì thuộc trên thế gian này đều là đồ phụ tùng cả, kể cả thân thể này cũng là đồ phụ tùng, phải bỏ. Sắc pháp này phải bỏ thôi, đây là đồ phụ tùng. Đây là một cái phương tiện để truyền dẫn một cái đời sống tâm linh. Khi nó đã già yếu, khi nó cằn cỗi, khi nó bệnh tật, khi nó đã không có khả năng sử dụng được nữa, thì nó phải vứt bỏ xuống như khúc gỗ mục mà thôi. Thì tất cả những gì dính trong cái ngã thế gian này, nó cũng đều vứt lại hết. Chúng ta mang đi một cái đời sống tâm linh, đó là cái pháp thiện và pháp bất thiện, đó là phước và tội trong cái đời sống chúng ta mà thôi. Chính xác đời sống tâm linh là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái phần mà các cái cảnh này này, cảnh của lộ ngũ, cảnh của lộ ý, khi mà nó xâm nhập vào trong cái dòng hộ kiếp chúng ta như thế nào, để nó có thể hình thành một cái dòng ý thức mới, tức là cái dòng nghiệp mới, để mà nó giống như là nó kết hợp với cái dòng hộ cũ, dòng nghiệp cũ. Ở đây chúng ta gọi nó là dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp này nó trôi từ vô lượng kiếp. Và bao giờ cũng vậy, cái sinh hoạt trong cái dòng nghiệp này đó là nó luôn luôn á, là nó đi từng sát na một. Và mỗi một cái sát na theo cái hoạt động của nó thì nó sinh, sinh tại điểm này, nó diệt tại đây. Đó. Và lần trước sư cô cũng có giảng đó, cái sinh diệt trong cái kiếp người nó có khác. Cái chỗ đây là sinh ra đây, và đây là tử đây, kiếp người. Thì đây cũng là sinh diệt thôi, tử đây cũng là diệt thôi, nhưng nó khác với lại cái sinh diệt trong từng sát na đó, là ở chỗ đó, là đây là nó đổi một kiếp. Còn này cái hoạt động của nó đó, thì giống như sư cô nhiều lần nói đó, cái dòng chảy của nước nó là cái dòng xô đẩy của các cái nguyên tử nước. Nhưng mà khi đến cái khúc sông này thì nó đổi cái sắc, cái hình thể của nó. Nó đổi cái sắc pháp, nó đổi cái cõi sống. Hai cái này nó khác. Còn cái này cái dòng chảy nó bình thường, dẫu nó đi qua bất cứ cái cõi nào thì cái nguyên tắc của nó vẫn xô đẩy trong sinh diệt. Nhưng mà nó đến cái khúc sông này thì cái khúc sông này nó không giống khúc sông trước, và nó cũng không giống cái khúc sông cao. Ví dụ như kiếp này mình sinh ra làm người, làm người ở cõi dục, được chưa? Cái kiếp tới này nè, có thể sanh ra làm súc sanh, cũng trong cõi dục, không? Cái kiếp tới này nữa đó, có thể sanh ra làm cõi chư thiên, ở trong cõi chư thiên. Và đây á, là một cái vị trợ,
hưởng phước báo nó khác. Vì thế nó đi từng cái đoạn thôi. Thành ra cái sanh tử trong một cái kiếp người đó là để nó thay đổi cái sắc pháp, và có thể nó thay đổi cái cõi. Và tất cả nó tùy thuộc vào cái gì? Nó tùy thuộc vào cái phước và cái tội của mình thôi. Nó thay đổi như thế. Cho nên đang làm người có thể xuống địa ngục, và đang làm người có thể là súc sanh, đang làm người có thể trở thành ma quỷ. Chuyện đó bình thường. Chúng ta thấy lạ chứ không có gì lạ cả. Vì chúng ta nhìn trong tâm chúng ta có đầy đủ các cái yếu tố để thoái đọa, và có đầy đủ các cái yếu tố để mà tiến hóa. Còn đưa mình lên hay để mình xuống là do mình. Và đừng bao giờ nói rằng tại hoàn cảnh, tại người này, tại người kia. Điều đó đúng có một phần thôi. Cái đó chính là nguyên nhân trực tiếp. Và tại sao có nguyên nhân trực tiếp? Vì đó là quả của mình. Tất cả mình gây tạo ra. Cho nên ngày hôm nay trên đường luân hồi, mình phải gặp người này, phải giao tiếp với người này, phải sống như người này, phải ứng xử người này. Đó là quả của mình. Và ta tốt với mình hay ta không tốt với mình, đó là điều cái quả của mình nó câu thông. Cái phần nào của mình nói đây, phần thiện của mình nói với người ta hay phần bất thiện mình nói với người ta, đều có nhân quả ở bên trong. Tại sao mình sinh ra trong cái hoàn cảnh gia đình này, hoàn cảnh xã hội này mà không phải hoàn cảnh xã hội khác và cái hoàn cảnh khác? Vì quả của mình tới đó. Và bây giờ đây, đối với những người mà mình phải tiếp xúc, phải ứng xử đây, mình giải quyết làm sao để cho cái phần thiện lành của mình đi lên, chớ không phải những cái phần quế nhiễm của mình đi lên. Bởi vì khi nó đi lên thì nó sẽ che khuất hết. Nếu mà cái phần bọt đỏ này nè nó đi lên thì nó sẽ che khuất hết. Còn nếu như cái phần thiện lành của chúng ta nó đi lên thì đây nó sẽ làm rõ ra hết. Từng sát na trong cái đời sống của chúng ta, pháp quế nhiễm nhuộm hết trong thân tâm của chúng ta, hay là pháp thiện lành nhuộm hết trong thân tâm chúng ta là do mình. Còn tất cả những người mà người ta ứng xử với mình ngày hôm nay, tất cả những cái hoàn cảnh mình phải rơi vào đó đều là quả của mình. Không chạy đi đâu cả. Do mình đã tạo dựng ra như vậy thì bây giờ mình có y như vậy. Và khi thân hoại mạng chung, tất cả những gì mình đã tạo dựng từ vô lượng kiếp cộng thêm với kiếp này nữa, thì tất cả những cái cảnh giới đó sẽ hiện bày. Chúng ta không đổ thừa cho ai cả. Khi nào chúng ta còn đổ thừa cho người khác, cho hoàn cảnh, là chúng ta chỉ thấy nguyên nhân trực tiếp mà chúng ta không thấy nguyên nhân sâu xa. Và khi nào chúng ta còn đổ thừa như vậy thì chúng ta đây không thoát được đâu. Chúng ta chỉ cần tăng thêm cái đau khổ của mình, không bao giờ chúng ta có thể làm nhẹ gánh cả. Cũng như một người chỉ có thể sửa lỗi mình khi thấy rõ mình sai, còn lúc nào cũng che đậy đổ thừa tại vì người đó không bao giờ tiến hóa về tâm linh được hết. Người ta rất là khôn khéo để người ta ném đá giấu tay, để người ta bọc nhung khi người ta làm ác nghiệp. Người ta giữ bàn tay sạch nhưng mà tâm người ta hoàn toàn đen tối. Chuyện đó chỉ có thể đánh lừa cái bàn tay sạch này với cái người con mắt không rõ thôi, vì người ta nhìn bằng nhục nhãn. Còn khi người ta nhìn bằng con mắt trí huệ thì không có cái bao tay nào che được, không có bàn tay nào rửa sạch cả, vì nó phát xuất từ trong tâm. Khi chúng ta nhận thấy rõ như vậy đó thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có phước báo làm người là chúng ta đã có được cái phần thiện lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Và dẫu rằng nó có tật nguyền từ trong bụng mẹ,
Hay bây giờ sanh ra đời rồi mà có tật nguyền, phước báo cũng rất lớn. Và hãy nhớ một điều vậy nè, cái người mà ta có tật nguyền từ trong bụng mẹ, và ta sanh ra ta có tật nguyền rồi đó, người này sau khi mà lầm lỗi rồi đó là ta biết hối cải ăn năn và làm phước rất nhiều mới được làm người. Không đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta trợ duyên cho những cái người, người ta bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, tật nguyền sau khi ra đời rồi, là chúng ta gieo cái duyên rất tốt, cái duyên rất là lành. Chúng ta cần phải hiểu được cái gì, chứ không có coi khinh người ta, cũng không có chê là người ta phạm cái này cái nọ. Chuyện đó quá khứ đã đi qua rồi, ai cũng có lầm lỗi cả, ai cũng có làm sai cả. Nhưng mà cái nhìn cái hiện tại của người ta là biết người ta đã sám hối lâu rồi, người ta đã tạo cái phước duyên nhiều rồi, cho nên người ta được làm người. Và làm người đó là mới có một cái khả năng á, là đi lên cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới, đi lên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, và mới tiến qua này. Chỉ có con người, con người ở cõi dục này tất cả. Rồi chúng ta sẽ học tâm của tất cả những cái chúng sinh. Khi học như vậy quý vị mới thấy rằng những cái chúng sinh mà nó sinh ra nó làm súc sinh ha, thì cái tâm quả thiện trí của nó không có mặt. Còn mình sinh ra làm người đó, bất kể mình nghèo khổ, mình xấu xí, mình bất hạnh như thế nào đó, thì cái quả thiện trí nó có mặt mới lạ chứ. Nó không trổ được. Bây giờ cái con chó dù nó khôn cách mấy đi nữa, con ngựa nó khôn cách mấy, con voi nó khôn cách mấy đi nữa, nhưng mà cái quả của thiện trí nó không có, làm sao nó trổ sạch. Thành ra nó làm được điều lành, điều tốt là do cái căn lành của nó đã vốn có. Rồi bây giờ nó có cái phước á, là nó gặp được cái người chủ hiền lành, hoặc là những người họ ứng xử với nó hiền lành, đàng hoàng, tốt, thì nó đã được phát sanh cái đó. Thì những cái đó, cái pháp thiện này của nó phát sanh này, pháp thiện của nó phát sanh. Nhưng mà cái thiện trí nó không có phát sanh được. Nhưng mà cái thiện của nó phát sanh nhiều lên á, nó có thể được tái sanh lành được. Cho nên mình nhớ, nhớ cái điều này. Đấy, giống như là giống như mình nhớ rằng hả, mình rơi xuống nước thì mình phải làm thế nào để mình nổi lên. Đây là những điều mà chúng ta đã có sẵn. Cho nên quý vị thấy là khi mình đọc về chuyện tiền thân của Đức Phật á, mình thấy một con voi, cái vị Bồ Tát này sinh ra làm voi hay làm khỉ, làm nai, cũng đều là đi con đường thiện hết. Lấy thiện làm đâu? Mặc dù là cái trí tuệ về tâm linh không có, nhưng mà khăng khăng một cái điều thiện. Và chúng ta lật lại để chúng ta thấy những người mà có cái cung trời á, tức là được sanh lên cõi trời dục giới đó, cái điều lạ là có những người đó năm giới đó họ giữ trong sạch đó, là hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp thì họ sanh lên được cõi trời. Tại vì sao? Những cái pháp thô người ta không phạm, pháp tế có thể phạm, nhưng mà người ta cứ thế người ta cứ giữ lần thì nó đi sâu lần, thì cái phước người ta là phải tái sanh lên thôi. Thì đây thì chúng ta có thể ngày hôm nay, với cái khoa học ngày hôm nay, chúng ta có thể hình dung rất là rõ ràng. Bởi vì cái tâm chúng ta nó là khí, và cái khí này nó thuộc về khí vi tế, không phải khí thô. Nhưng chúng ta có thể nói khí thô. Cái khí thô đó là như thế này, thí dụ như bây giờ cái khí oxy và cái khí hydro nó nhẹ, thành ra khi mình bơm vào trong cái bong bóng như hạn này, nó sẽ từ từ nó rời khỏi cái mặt đó. Nhưng mà khi nó lên như vậy đó, nó bắt đầu nó nhiễm và nó suy yếu lần thì nó sẽ rơi xuống đập xuống. Vì thấy rõ chưa? Thành ra khi mà những cái thanh khí của mình nè, bởi vì bản chất của cái pháp thiện nó nằm đây, thấy không? Nó là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Nó là pháp nhẹ nhàng, khinh thân, khinh tâm. Nó là pháp nhu nhuyến mà, nhu thân, nhu tâm mà. Tịnh thân, tịnh tâm mà, nó trong sạch mà. Nó là trong sáng mà, nó có trí tuệ đây nè. Thì những cái pháp đó nó phải đi lên, nó phải bay lên thôi. Thì chúng ta sẽ tái thanh những cái cảnh giới nào nó gọi là trong sạch, nó gọi là tịnh độ, thì nó sẽ bay lên và nó sẽ đi như thế.
Còn nếu những cái ô trọc, ngay cả khi mình hàng ngày đây đó, những cái gì mà làm mình thứ nhất bệnh về thân, cái thứ hai bệnh về tâm, thì nó đều nặng nề xuống mà. Nó phải chìm xuống thôi. Thành ra ác nghiệp bao giờ cũng nặng nề trong tâm kẻ phạm tội. Vậy vì vậy cái con đường thoái đọa đó là do nó ở trong tâm, nó sẽ đi xuống. Nó sẽ thích ứng liền, không có nói năng gì cả. Vì tất cả là do mình tạo ta. Vậy vậy ở trong cảnh giới nào, nó ra sao, đều là do mình. Tại mình không hiểu rõ cho nên mình tưởng đó là những người sống với mình, ở bên cạnh mình, sống cùng mình, cái xã hội đất nước mình ở trong đó, mình cứ tưởng rằng tại những người sống quanh mình á, là không tốt, tại xã hội không tốt, tại đất nước không tốt, tại sao không kiếm chỗ tốt vô? Vô đâu có được. Phước đâu vô? Có cái món ăn này ngon quá mà người ta đem tới ăn không được mà. Biết ngon sao không ăn đi? Ăn vô bệnh điền. Phước không có lấy đâu mà ăn. Cho nên nó không có phước thì phải vậy thôi. Và bây giờ phải làm sao để từ đó nó mình nhận thức rõ, mình đi ra. Thành ra cái sanh tử không phải là cái đáng sợ. Cái đáng sợ là trong cái hiện kiếp này đó, mình đã làm gì trong hàng ngày để cho những cái pháp thiện của mình tăng lên. Thì vậy chúng ta sẽ thấy nó đi nha. Như vậy đó. Thì đây là cái sinh tử, đây là cái kiếp người. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà cái tâm tục sinh này nó vừa làm nhiệm vụ sinh xong á, thì nó làm cái phận sự là hộ kiếp. Hộ kiếp. Và cứ thế nó đi hết cái kiếp sống của mình, nó đi hộ kiếp đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thấy những cảnh nha. Đây là cảnh. Thì sư cô nói chung hết nha, nói một chữ cảnh thôi. Tất cả những cái cảnh này, khi mà nó chiếu vào cái dòng hộ kiếp này đó, thì nó có một cái sức mạnh của nó, người ta gọi nó là cảnh lực. Nó có một cái lực tác động vào trong dòng hộ kiếp này, tác động vào. Như vậy nó tác động vào dòng hộ kiếp là nó tác động cái gì để nó câu thông với nhau? Thì cái câu trả lời đó là trong cái hộ kiếp của chúng ta, cái hộ kiếp này nó như thế này đây. Đây là mình sinh ra đó, mình được sinh ra làm người, mà cái lúc trong cái bào thai của mẹ đó là mình có đầy đủ cái gọi là có một cái thân mà nó hoàn hảo, thì mình đều sinh ra bằng một trong tám cái tâm quả thiện này. Như vậy khi với cảnh của lộ ngũ như thế này là nó là cảnh hiện tại mà cảnh có thật, thì khi nó tác động vào đó, nó được câu thông bởi sở hữu tác ý, nó được câu thông bởi sở hữu tâm, nó đi sâu vào bằng sở hữu tứ. Thì như vậy đó, cái này giữa hiện tại và cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp nối lại. Thì nó móc chưa? Thì như vậy đó, tới đây nè, nó mới rúng động, nó mới dứt vọng, nó vẫn nối tiếp theo, rồi đây mới bắt đầu có mở ra một cái dòng mới, một cái dòng hoạt động mới thuộc về tâm thức, nhưng nó vẫn câu thông cái cũ. Cho nên sư cô mới nói là khi mà nó nói như vậy đó, thì nếu như cái này nó gọi là như lý tác ý, thì nó sẽ làm cho cái pháp thiện khởi lên. Bất cứ hoàn cảnh nào pháp thiện cũng khởi lên nếu như lý tác ý. Như chúng ta thấy tâm một cái vị Phật, thì bất cứ hoàn cảnh nào thì cái pháp thiện cũng khởi lên. Còn chúng ta là phàm phu thì nó sẽ tùy theo cái căn tánh của mỗi người, tức là tùy theo cái lực của cái pháp thiện mạnh vào lúc đó hay bất thiện mạnh vào lúc đó thì nó sẽ câu thông. Vậy thôi. Người có tánh đa sân hay nổi nóng, người có tánh đa tham hay ứng xử quanh co, người có tánh si thì quờ quạng, không biết phải làm sao cả. Người có tánh thiện
mà nổi lên cái lòng từ bi mạnh thì sẽ giải quyết bằng từ bi. Người có trí tuệ mạnh sẽ giải quyết theo trí tuệ, nó sẽ câu vào, nó nói vào. Và cái dòng nghiệp này nó chảy trong tâm thức chúng ta chính là cá tánh của mình, nó nằm đây. Và tất cả những gì chúng ta ứng xử là ứng xử trên căn bản của cái dòng nghiệp thiện và bất thiện đã có sẵn trong tâm. Tức là tùy tánh mình mà mình giải quyết cho nó vừa cái ý cái tánh của mình. Thấy chưa? Và khi nào mà chúng ta bị cái tánh của mình chi phối nhiều thì ngày đó mình còn có trúng và có trật. Còn nếu như á là nó khởi đầu lên, nó sẽ đi trúng và trật tùy theo cái phước báo của căn tánh mình á, mà mình bây giờ làm cho nó mạnh mẽ hơn trong cái căn tính của mình bằng cách mình thấy biết nữa, thì về sau đó cái phần mà mình đi con đường như lý tác ý là rất mạnh. Thì hiểu này chưa? Cho nên trên cái đời này đó, mình sống hết một cái kiếp người rồi, mình chỉ mang đi có những cái giá trị tâm linh thuộc về tội phước. Nhưng tại sao phải còng lưng xuống vì cái ăn, cái mặc, cái nhà, cái cửa, cái danh, cái giá là những cái gì? Ủa tại sao vậy? Mình suy nghĩ đây đi. Bây giờ phải chạy sắp chạy ngửa để mua cho được cái xe này, phải cất cho được cái nhà này, để rồi cuối cùng đó cái gánh nặng của cái nợ nần là ai? Là mình. Phải lao tâm khổ trí cũng là mình. Nhưng có đem đi được không? Không. Thấy không? Nuôi con là cho nó hết máu thịt và tài sản của mình rồi, chưa vừa lòng. Chưa vừa lòng. Phải cho nó nhà cửa xe cộ, phải tiền bạc, phải chạy trọt, chỗ ăn chỗ làm, nó tất cả cũng chưa vừa lòng. Bây giờ tới con vợ nó cũng phải lo cho tương xứng, chồng nó phải lo cho tương xứng, con nó phải như thế nào nữa. Cái lòng tham không đáy của cái luyến ái quế nhiễm trong tâm mình hành hạ mình không biết bao lâu, không tỉnh lại được. Và ta nhân danh một cái từ ngữ rất là hoa mỹ, đó là thương con. Nhưng thực chất bên trong nó điều khiển bằng cái ái nhiễm này thôi, chứ không phải thương con. Tại sao vậy? Tại vì nó có nghiệp của nó mà. Nó đánh bài nó thua như vậy mà thương nó, cho nên là lén chồng, lén anh chị em nó, rồi còn áp cho anh chị em nó phải nhả cái tiền ra để mình cung phụng cho nó. Chưa thấy mình ác, chỉ thấy mình thương con thôi. Mấy đứa khác nó bất mãn kệ nó, nó giàu quá nó phải chia cho em nó chứ. Nhưng mà chia phước hay chia tội vậy? Cái đồng tiền nó đưa vào trong chỗ đó là tội hay phước vậy? Rõ ràng là tội. Nhưng mình đưa các con lương thiện của mình vào cái chỗ tội, vì ái nhiễm của mình. Mình nhân danh bằng cái từ ngữ rất là hoa mỹ, đó là mẹ phải có trách nhiệm về con. Không có giới hạn à? Nó phải có giới hạn ở chỗ tội phước chứ. Sao lại không có giới hạn? Bao la đúng, bao la tốt. Nhưng có trí tuệ đi dẫn đường không? Hay là bao la của ác nghiệp? Người ta đã làm xấu ác, mình tiếp tay cho người ta xấu ác nhiều hơn, mình gọi đó là tình thương. Hãy xem lại nó bắt nguồn từ pháp thiện hay pháp bất thiện trong tâm của mình. Hãy soi cho rõ trước khi quyết định tạo những cái điều vô phước cho mình. Chết cũng vẫn không có yên ổn, thành ma bám lấy nó hoài, rồi ma này vẫn tiếp tục tạo ác nghiệp chứ không phải tạo thiện nghiệp. Phải biết cái điểm dừng của phước báo. Tưởng là phước quá ra là tội cho nên phải dừng lại để không tạo tội. Phải để cho người ta đứng trên đôi chân của mình. Còn mình lúc nào cũng muốn đồng đồng lên cái vai cái cổ của mình, lúc nào cũng muốn ẩm nấp vậy, không cho người ta đi bằng hai chân của người ta. Tất cả trẻ con khi mình giáo dục nó,
mình phải dạy cho nó biết trách nhiệm. Khi nào mình không dạy cho nó trách nhiệm mà mình lãnh hết trách nhiệm là có nghĩa là mình đã ăn cắp cái đời sống của chính nó. Vì mình đồng đồng nó trên vai, mình ẵm nấp nó suốt cả một cái cuộc đời. Mình rất là nặng nề, nhưng mình có nghĩ đó là đức hy sinh. Không, đó là sự si mê trong cái ái nhiễm của mình, không phải sự sáng suốt. Dạy cho nó trách nhiệm. Bữa nay bận quần trái đi học phải không? Mẹ đã dạy con bận quần rồi, biết rồi, cô giáo cũng dạy rồi, bận quần trái, được, bận quần trái đi học. Không bắt thay ra nó khóc như vậy đó là, cứ bận quần trái vô. Chừng nào bạn nó nói, bận quần trái, ngộ quá, mắc cỡ, thì phải vô nhà tắm thay ra, từ đó về sau, không mặc quần trái nữa. Còn mình cái biểu đó, nó dậy tê tê lên. Nhưng mà tất cả những bà mẹ đều tâm tối ở chỗ đó, luôn luôn thấy mình có bổn phận phải gánh hết tất cả những cái trách nhiệm của con. Đó là lòng mẹ bao la. Bao la trong nước đục. Bao nhiêu nước đục chảy về cái hồ bao la đó, chứ không phải là nước trong. Không hề dám dạy cho con trách nhiệm. Tại sao vậy? Một cái đứa bé nó biết bò thôi, nó bóc vô cái nồi cơm để dưới đất, nó bóc vô nóng, nói nó nóng, nó không nghe. Cái gì nó khôn cái đến nỗi vậy, nó cầm cái tay mình nó để vô cho bóc nóng chân. Chứ đâu phải nó ghê lắm, chứ phải nó vừa, bởi vì nó là con người tái sinh lại trong cái hình hài nhỏ thôi. Mình nói tự bóc đi thì nó không bóc. Ở chừng nào nó bóc, nó thấy nóng, nó không bóc nữa. Vậy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều. Bất cứ cái gì con và cháu mình làm, phải dạy cho nó trách nhiệm. Đó là chúng ta đặt nó đi trên hai bàn chân của nó, và cái đầu của nó sẽ điều khiển cuộc đời của nó. Bởi vì mỗi người đều có nghiệp riêng, đều có động cơ riêng, đều có ý thức riêng, đều có đời sống riêng. Dẫu gặp đây là chồng vợ, là mẹ con, là con cái, là ân nhân, là bạn bè, có điểm chung và đồng thời luôn luôn điểm riêng là mạnh nhất. Khi nào bạn bóp nghẹt cái điểm riêng của người ta thì đó không còn là cuộc sống chung. Không thể nào cái người khác mà làm vừa ý mình cả, không bao giờ. Mình hãy làm vừa ý mình. Mình có thể dạy dỗ con mình chuyện này chuyện nọ cho nó vô ngăn, cho nếp, cho này nếp, là bởi vì nó có một cái nguyên tắc chung trong cái vấn đề đúng đắn phải theo, thì chuyện đó là nên uống nắng đó. Còn những cái ý riêng trong cái cuộc đời của nó chính là cái động cơ của nó. Nó phải bay trong cái cuộc đời của nó. Đó là nghiệp của nó mà. Bây giờ đây mẹ cho con những cái này, nếu biết làm tốt thì tiếp tục hưởng. Còn nếu quậy hết, xong con hết rồi. Sư cô có lần cũng nói với quý vị rằng, có bà mẹ đó sau khi chia tài sản của con mới nói thôi này, bây giờ đây chia hết rồi nha. Từ nhỏ tụi con sống với mẹ, mẹ đã chia cái phần đời của mẹ cho tụi con rồi nha. Bây giờ á, mỗi đứa đều có căn nhà hết, đều có chồng vợ hết rồi nha. Chia hết rồi nha. Đây là phần của mẹ còn lại, ít nhiều không được hỏi. Cái thứ hai, trong mọi hoàn cảnh, không có lợi dụng cái sự mê mờ của mẹ để mà lấy cái tài sản này, bởi vì lấy cái này là trộm cắp. Phần tài sản này của mẹ, mẹ gìn giữ và mẹ sử dụng theo ý muốn, không được xâm phạm. Phải rõ ràng. Nhưng mà quý vị ơi, nghiệp với nhau nó không dễ đâu. Cái người mà rạch ròi nhất là ông bà Trần Văn Chương, đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Và cái đứa con trai duy nhất mình lại là luật sư, trên 50 tuổi, không chấp nhận sự rạch ròi đó, và đã giết cả cha lẫn mẹ với mục đích là thay đổi cái di chúc đó. Nhưng ông bà không thay đổi và phải chết.
cái tài sản còn lại để ông bà sống và ông bà làm từ thiện. Chết rồi thì tất cả tài sản này đã đưa vào từ thiện hết. Người đó không chịu. Luật sư, tài pháp. Thì như vậy để chúng ta thấy cái gì? Người xuất hiện trong đời ta mà ta mong mỏi nhất chính là con cái của mình. Đó là đứa con trai mong mỏi của hai ông bà. Nhưng nó xuất hiện không phải là duy có một cái pháp thiện mà thôi. Nhưng mà giữa đôi bên á, cái quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp, mãi cho đến gần cuối cuộc đời của mình, và cũng là hơn nửa cuộc đời của nó mới hiển lộ ra tất cả những quan trái này. Ông bà mất thì bình yên rồi, vì sáng suốt vì lòng thành. Nhưng tâm tối của đứa con, kẻ giết cả cha lẫn mẹ đó, thì khi nhắm mắt con đường địa ngục chưa biết ngày nào ra được. Cho nên sống với nhau đó là nhân quả ra nhiều đời nhiều kiếp. Đừng tưởng nó là con mình, đừng tưởng người hôn phối của mình trước sau như một. Không, trước sau là nghiệp, trước sau là nhân quả, không có cái gì khác hơn cả. Cha mẹ, chồng, vợ, con cái, người thân, người quen, người lạ gì, kể cả tài sản, tất cả đều là nhân quả, không có trước sau như một. Tất cả đều chịu cái luật sinh tiến dị diệt, trước sau không như một, nhớ như vậy. Trước sau chỉ có nhân quả mà thôi, không có cái gì khác hơn cả. Còn chừng nào chúng ta muốn nó là cái gì, đó là do mình muốn như vậy chứ không phải luật như vậy. Vậy thì mình che mắt mình được ngày nào thì mình che mắt ngày đó, còn không che mắt thì luật vẫn thi hành. Hôm trước có người viết cho sư cô một câu hỏi, nói là tại sao cái luật về nhân quả khắc nghiệt như vậy? Thưa quý vị, không có khắc nghiệt. Luật nhân quả khách quan, không khắc nghiệt. Khắc nghiệt là do mình không có đồng ý. Mình không đồng ý cái đúng. Mình không đồng ý một cái sự vận hành của quy luật. Mình phán cho một câu là khắc nghiệt, không có khắc nghiệt. Mình làm mình chịu mà. Mình làm mà mình không chịu. Hay cái gì tốt là mình chịu, còn cái gì không tốt là mình không chịu. Thì mình có công bằng không? Cho nên chúng ta phải thấy như vậy, để thấy ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ này, cái chỗ mà chúng ta thấy cảnh mới nó tác động vào trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nên nó câu thần lại. Đó là mới có một cái cảnh của cái lộ ngũ thôi thì chúng ta đã thấy rồi nha. Bây giờ chúng ta thấy nè, những cảnh trở lại là đã biết rồi nha. Và những cảnh thuộc về cái danh pháp của chúng ta là tự trong tâm mình nó nổi lên. Tại sao nó nổi lên? Bởi vì đây là cái dòng hộ kiếp. Nó đi từ vô lượng kiếp, nó đang đi như thế này, vẫn đi như thế này. Và khi pháp bất thiện thì nó che khuất, pháp thiện thì nó làm sáng lên, và nó cứ đi như vậy trong cái cuộc đời của chúng ta. Và nó trôi, từ vô lượng kiếp nó trôi, và nó luôn luôn có mặt trong cái nội tâm chúng ta. Vậy thì nó khởi lên lúc nào là nó cũng khởi được. Và nó là đã quá khứ, đã mặc một cái áo hiện tại để hiện ra trong cuộc đời của chúng ta, hiện ra trong cái suy nghĩ chúng ta, trong cái tình cảm chúng ta, trong cái cảm xúc chúng ta, trong cái quyết định chúng ta, trong ý kiến của chúng ta. Tất cả đều do mình. Và cái mình đây không phải là cái mình của tự do, mà cái mình bị khống chế của cái dòng nghiệp thiện và bất thiện do mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp. Cho nên Phật dạy chúng ta phải làm gì? Phải quan sát nó, phải coi nó kỹ. Khi nó khởi lên như vậy, nó là ai? Nó thuộc về cái dòng giống nào đây? Cái dòng giống thiện hay dòng giống bất thiện? Phải hỏi rõ lại. Còn nếu không, chúng ta đồng ý liền thì chúng ta sẽ bị nô lệ trong cái sức mạnh của nghiệp trôi chảy thành một cái luồng tâm thức từ vô lượng kiếp tiêu này.
và nó hình thành ở trong cái căn tánh của mình, nó hình thành trong cá tính của mình, nó hình thành trong tính cách của mình. Và nếu mình hiểu như vậy, hãy xem lại cái căn tính của mình, hãy xem lại cái cá tính của mình, hãy xem lại cái tính cách của mình. Và tất cả những cái này nó hiển lộ qua ba con đường: suy nghĩ trong đầu, nói ra trong giao tiếp, và cái thứ ba nữa là chúng ta đã ứng xử ra sao, kiểm soát nó bằng ba cái thứ đó. Luôn luôn phải kiểm soát nó. Bởi vì khi chúng ta ra đi, chúng ta ra đi bằng sự kiểm soát thì chúng ta thoát. Nếu không, tất cả những cái pháp quế nhiễm này nè, nó đủ năng lực để lôi kéo mình đi vào con đường đau khổ. Đây, chúng ta kiểm soát đây, thì cái phần sáng của chúng ta đã sáng càng thêm sáng. Cho nên bây giờ ra đi mà thấy cái hơi thở của mình nó vô nó không ra nữa thì đó là đại phước báu. Đừng ngồi đó chờ ai hộ niệm cho mình cả. Chỉ đi theo hơi thở mà thôi. Hoặc bất cứ cái gì nó khởi lên trong tâm, thấy một cái ra đi. Thấy sao giờ ra đi nó buồn quá, thấy cái đó ra đi là thế. Có một cái ông đó bác sĩ bị cái ung thư cái màng phổi, và coi trước đó đó là cũng đã theo học sư cô nhiều, và sư cô khi mà ông bệnh là sư cô biết. Ông ngồi trên cái xe lăn mà ông ra tới phi trường đón sư cô xuống, sư cô cảm động lắm. Sư cô mới dành cái thời gian để sư cô hướng dẫn cho ông. Thì cái khi mà ông nhập viện trong cái trường hợp là rất là nguy hiểm, mà nếu mà vợ ông không phải là bác sĩ chắc ông chết rồi, thì ông mới nói sự thật. Rồi khi ông về ông nói sự thật, lúc đó là ông đã nằm rồi không ngồi dậy được nữa. Thì sư cô có đến thăm, thì ông mới nói về sư cô: cái lúc mà con nhập vào viện rồi thì lúc đó con không biết, nhưng mà khi con bắt đầu đó thuốc vô rồi cấp cứu rồi con bắt đầu tỉnh lại, thì con thấy đó, sao con nghĩ tới vợ con của mình rất là nhiều. Thì khi mà con nghĩ tới vợ con vậy đó là con thấy muốn trào nước mắt rồi. Và cái lúc đó con mới nhớ cái lời sư cô dạy, mà con nói thiệt với sư cô con làm không có nổi. Thì sư cô mới nói ông vậy nè: nhưng mà chú đã thấy được mình, cái lòng mình nặng về vợ con là lúc đó đã hành trì được. Mình thấy, mình biết rõ là cái tâm mình bây giờ nó nghiêng nặng về vợ con, thì về sau cứ vậy là được rồi, chứ không cần phải đi theo hơi thở nữa đâu. Mà cái lúc mà nó khởi lên cái gì mà mình thấy biết như vậy đó là mình đã thoát trong cái sát na đó rồi, đã phải hành trì. Thì sau đó khi ông mất thì sư cô đã về Việt Nam rồi, cho nên cái giờ cuối là không có biết được đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng giữa cái chuyện mình học hỏi và mình hành trì đó thì nó khó lắm, cho nên mình phải hiểu biết nhiều để có lúc đó mình an tâm, mình thấy vậy là mình thoát. Cho nên nó nói dữ lắm, nó nặng nề cái quá khứ trong cái đời sống mình, nó nặng nề trong cái tính cách riêng của mình dữ lắm. Cho nên mới nói là giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời, bởi vì nó nằm đây mà. Nhưng mà Phật chỉ cho mình cái cách để mình đổi. Hãy làm cho cái sở hữu tưởng của mình nó thành là cái kho chứa của giáo pháp, để bất cứ cái gì nó trồi lên, nó khởi lên thì mình đều có cái để mà mình chuyện trò với nó, mình đối thoại với nó. Và khi bất cứ cái gì khởi lên á, mình cũng đều sáng suốt để biết nó đang khởi lên. Như vậy là đủ rồi. Xin nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt và bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.